Đó có gì da em ngon lắm vậy, nhiều khi em cởi đồ ra gì, em cởi đồ ra cái tự nhiên cái em thèm bản thân em gì, em thèm bản thân em liền nha mọi người nha. Quỳnh ơi, Quỳnh có thấy anh đẹp trai không Quỳnh? Quỳnh ơi, anh sao mà đẹp quá vậy? Trắng nè, đẹp quá đúng không gì? Có ai muốn ăn em không mọi người? Có ai muốn sờ em thử không mọi người ơi? Bị mất nết hả nè, có ai muốn chiếm đoạt em không? có vợ rồi muốn người khác sờ nữa hả? Ai sờ cũng được, em là cái đồ sờ công cộng. Dạ quý vị, nếu bây giờ mà em cầm bó hoa này em xài vô mặt quý vị, em tặng quý vị gì chịu không? Trời đất ơi, quá trời đẹp trai quý vị, ở đâu có thằng đẹp trai mà dễ thương mà đáng yêu như em. Ngày xưa đen lắm quý vị, đen mà tính đen mà xấu nhau gì nha. Lúc này em đen quý vị, mặt em đen thui tù lùi, em đi phim Trần Trung Giảng quý vị mà em đen mà em xấu ơi là xấu luôn đó. Nói chung là em rất là xấu, nhưng mà ngày từ ngày sử dụng cái sản phẩm mỹ phẩm được nhiều thì cái da mặt em bắt đầu đẹp lên, dáng em bắt đầu đẹp lên, thon gọn hơn, đẹp hơn, răng đồ trắng hơn như vậy nha. Da em là thuộc dạng da đen ngày xưa vậy mà em làm biết gì thấy không, nó trắng nõn nà luôn, trắng không tì vết luôn. Chị em nào mua thì bây giờ để số điện thoại cho bên em Zalo cũng như tư vấn cho chị. Bên em bán hiện tại với giá là 490.000 cái chai bự chà bá như thế này, là 490k như vậy nha, và sản phẩm cực kỳ trắng. Và khi mà ta xoa lên làn da chúng ta thì những tinh chất trong đây sẽ làm trắng da cực kỳ mịn màng, da cực kỳ luôn. Và tất cả sản phẩm ngày hôm nay đồng giá là 490k. Nếu mà chị em nào mua thì nhanh tay lẹ chân để số điện thoại giùm cho em, để một làn da cực kỳ trắng và cực kỳ ok đó chị ơi. Ê Quỳnh, dạ. Bây giờ mà anh nó có khác không Quỳnh, anh bị chói mắt quá. Có bị gì hết ta? Dạ đồng giá đi nha, điều 490k, sản phẩm cực kỳ trắng, cực kỳ trắng và cực kỳ mịn màng luôn. Nhanh tay lẹ chân, chị em nào mua thì để số điện thoại giùm cho em nha chị nha. Và một điều đặc biệt là quý vị yên tâm, ở bên đây có giấy công nhận, giấy nè nè đó, giấy bộ y tế rồi nè, đây giấy của sở y tế nha chị nha. Nếu mà phát hiện trong đây có chì nè, chất mà làm hại da nè, là bên công ty bên em sẽ điền quý vị 100 triệu liền nha mọi người nha, 100 triệu liền, 100 triệu sở y tế đâu, giám đốc đâu. Chị em nào mua thì bây giờ để số điện thoại giùm chị em như gì nha. Nhanh tay lẹ chân, cực kỳ trắng và cực kỳ mịn màng luôn. Anh nói có thật không? Dạ, nếu mà xài mà không hiệu quả là bên em hoàn trả tiền chỗ gì luôn. Cái này là tắm trắng một lần cũng như là tắm trắng hàng ngày. Chai màu đen như thế này là tắm trắng một lần, còn chai màu hồng là tắm trắng hàng ngày như gì nha. Tắm và thích trắng hàng ngày. Dạ, có nghĩa là sao? Ngày nào chúng ta có sử dụng thì cái tinh trắng đây sẽ thẩm thấu vào làn da chúng ta. Một điều đặc biệt là chai này ban đêm mà chai này ban ngày như gì nha. Mình kết hợp nguyên một bộ skin ASC này sẽ làm làn da chúng ta cực kỳ trắng và cực kỳ mịn màng luôn. Dạ. Nhanh tay lẹ chân giùm cho em. Dạ, những chị nào mà muốn lấy sĩ hoặc làm nhà phân phối thì để lại số điện thoại giùm em nha cả nhà ơi. Cả nhà mình mua 3 sản phẩm thì được tặng một sản phẩm nha cả nhà ơi. Có nghĩa là bây giờ mọi người mua 3 sản phẩm như thế này thì bên em sẽ tặng cái gì, một sản phẩm như thế này ok. Một bộ gồm những gì? Một bộ bên em gồm 4 chai như thế này cái gì nha, gồm 4 chai như thế này, một chai trắng một lần và một chai tắm trắng hàng ngày, và một chai ban đêm và một chai ban ngày. Bộ sản phẩm ủ kích trắng dưỡng ngày dưỡng ban đêm là 1.470.000, tặng một tấm tắm tẩy chế bào chết trị giá là 490.000 nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều, nhanh tay lẹ chân ủng hộ giùm cho Lâm. Bây giờ là cả nhà mình đặt hàng để lại số điện thoại giùm em, những ai mà muốn lấy sĩ hay làm chi nhánh gì đó inbox cho chị Tăng Thiên Kim giúp em đã tăng tên trên cái like này nha cả nhà. Đây quý vị coi nè, có nghĩa là khi mà khách người ta xài rồi người ta mua lại nè quý vị, người ta mua lại bên em nè quý vị, đây đây con bé Liên Út nè, mình muốn mua thêm chai này nha quý vị nha. Nói chung là người ta xài rồi xong ta cảm thấy tốt quý vị, cái ta quay trở lại ta mua rất là nhiều quý vị nha. Và sản phẩm này cực kỳ trắng và cực kỳ ok luôn, đây là dòng sản phẩm cao cấp chứ gì, dòng tắm trắng. Chính vì vậy mà chị em nào mua thì để số điện thoại giùm cho em quý vị nha. Rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều. Thôi bây giờ em chúc mọi người một buổi tối vui vẻ như vậy nha. Bye bye mọi người, xin chào và hẹn gặp lại. Tạm biệt mọi người.